Xin kính chào quý vị và các bạn. Thông tin về môn thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 tại các địa phương trong tỉnh sẽ mở đầu chương trình thời sự 15 giờ thứ Năm, ngày 27 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên sáng nay 27 tháng 6, Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra việc tổ chức thi tại các địa điểm thi trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh đã đến kiểm tra tại các điểm thi của hai huyện Mường Khương và Simacai. Tại các điểm thi, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Giàng Thị Dung ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị cho kỳ thi, đặc biệt là việc bố trí nhân lực, thường trực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng quy chế quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tăng cường hoạt động kiểm tra, đôn đốc từng buổi thi, tránh lơ là chủ quan, sẵn sàng khởi động các phương án bảo đảm an toàn kỳ thi, nhất là vấn đề an toàn đi lại cho thí sinh khi thời tiết không thuận lợi như hiện nay. Đoàn cũng động viên các thí sinh tiếp tục cố gắng tự tin đạt kết quả cao trong kỳ thi. Sáng nay 27 tháng 6, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 bắt đầu với bài thi ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Tại hai điểm thi của thị xã Sapa, gần 600 thí sinh đã bước vào môn thi đầu tiên. Trước khi làm bài, thí sinh được hướng dẫn ghi đầy đủ số báo danh và thông tin của mình vào đề thi, giấy nháp, những lưu ý để bài thi đúng quy định. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi môn ngữ văn năm nay sát với nội dung ôn tập, phù hợp với năng lực của học sinh. Đa số các em đều hoàn thành tốt bài thi trong thời gian quy định. Trong môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, hai điểm thi của thị xã Sapa không có giám thị, thí sinh vi phạm quy chế thi. Thấy đề thi năm nay hơi dài, chắc là sẽ phù hợp với tất cả mọi người. Em thấy làm cũng được ạ, cũng ổn. Cũng trong sáng nay, 974 thí sinh ở huyện Văn Bàn đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Ngay từ sáng sớm, các thí sinh đã tập trung tại các điểm thi, kiểm tra lại thông tin cá nhân, chuẩn bị sẵn thẻ dự thi, căn cước công dân và đồ dùng học tập trước khi bước vào phòng thi. Sau 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, hầu hết các thí sinh đều cho rằng đề thi không quá bất ngờ, cấu trúc phù hợp. Đây là khởi đầu tốt cho các thí sinh tự tin bước vào môn thi tiếp theo. Em có làm được bài, em làm được 3 từ ạ. Em thấy đề cũng ổn đấy ạ, cũng vừa với năng lực của em. Kết thúc môn thi đầu tiên, tại 3 điểm thi của huyện Văn Bàn không phát sinh các vấn đề liên quan đến thực hiện quy chế thi, có 1 thí sinh vắng thi. Còn tại huyện Bát Sát, 801 thí sinh tại 2 điểm thi cũng đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn. Kết thúc thời gian làm bài, đa số các thí sinh rời khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, tự tin. Theo các em, đề thi sát với chương trình học, các em cơ bản hoàn thành tốt bài thi của mình. Quy chế thi tại 3 điểm thi của huyện được thực hiện nghiêm túc, có 2 thí sinh vắng thi vì lý do sức khỏe. Sáng nay trên địa bàn huyện Bát Sát có mưa. Cùng với phụ huynh, các đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi có mặt để hỗ trợ thí sinh. Bọn cháu sẽ đón các em hoặc là che ô hay là gọi là hỗ trợ, tiếp sức một cái gọi là tinh thần cho các bạn. Tám trăm 93 thí sinh trên địa bàn huyện Bảo Thắng cũng đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trong không khí phấn khởi, tự tin, đúng quy chế. Theo các em, đề ngữ văn năm nay khá sát với chương trình học, vừa sức, có sự phân hóa trình độ, tạo sự phấn khởi, tự tin cho các thí sinh tham gia những môn thi tiếp theo. Với năng lực của chúng em thì khả năng em làm sẽ được 70-80%. Đề thi vào đất nước cũng khá là ý nghĩa đối với riêng cá nhân em và tất cả các bạn. Nó sẽ là một điểm nhấn vô cùng quan trọng đối với thế hệ trẻ của chúng em. Kết thúc môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, hơn 600 thí sinh trên địa bàn huyện Bắc Hà cũng khá tự tin bởi đề thi ngữ văn năm nay khá vừa sức. Phần đọc hiểu có thể kiếm điểm tuyệt đối. Phần làm văn cho các em tư duy, bày tỏ nhìn nhận cá nhân một cách cởi mở về việc tôn trọng cá tính. Riêng đoạn trích đất nước, khi học các em được ôn luyện kỹ càng. Đề thi năm nay thì cũng bình thường, không khó lắm. Qua tác phẩm này thì giúp em có bài học sâu sắc và biết bảo vệ môi trường và đất nước của mình hơn. Môn thi đầu tiên, kỷ luật phòng thi và quy chế thi tại các điểm thi trên địa bàn huyện Bắc Hà được thực hiện nghiêm túc. Như vậy là trong tổng số 8.328 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn, có 8.302 em dự thi, vắng 26 em. Kết thúc buổi thi sáng nay, toàn tỉnh không có thí sinh và cán bộ làm thi nào vi phạm quy chế thi. Chiều nay các em tiếp tục dự thi môn toán, thời gian làm bài là 90 phút. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn về kỳ thi này trong các chương trình thời sự sau. Xin được chuyển sang những thông tin thời sự khác. Ủy ban nhân dân thị xã Sapa vừa tổ chức tiếp xúc đối thoại với chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn. Thị xã Sapa hiện có 21 dự án thủy điện, tổng công suất 286 MW. Trong đó 11 dự án đã phát điện, 2 dự án đang thi công và 2 dự án đang tạm dừng thi công để hoàn thiện thủ tục pháp lý. Quá trình vận hành, chủ đầu tư cơ bản tuân thủ quy trình an toàn hồ đập, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hoạt động của các nhà máy thủy điện cũng tác động đến đời sống sản xuất của người dân vùng dự án. Công tác quy hoạch xây dựng một số dự án chưa phù hợp, chậm tiến độ. Tại buổi đối thoại, cùng với lắng nghe ý kiến của chủ đầu tư, nắm bắt thực tiễn, những bất cập cần tháo gỡ, lãnh đạo thị xã Sapa đề nghị các chủ đầu tư tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong xây dựng, vận hành dự án, thực hiện tốt chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, tạo đồng thuận trong nhân dân. Chi cục Thống kê huyện Bảo Yên phối hợp với Phòng Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 cho 50 học viên là công chức văn phòng thống kê của 17 xã thị trấn. Trong 3 ngày từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, các học viên được giới thiệu về phương án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Nội dung phiếu điều tra thông tin, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI, phiếu hộ gia đình, thực hành phỏng vấn trên phần mềm điều tra CAPI và sử dụng trang web tác nghiệp điều tra, cài đặt và sử dụng phần mềm điều tra phiếu xã. Qua tập huấn giúp các học viên nắm vững nghiệp vụ, triển khai thu thập thông tin đảm bảo chính xác, đầy đủ, đúng tiến độ. Ngày 26 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai tổ chức khánh thành nhà máy ấm tình thương cho hội viên Lương Thị Bính có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Dạ 2, xã Cam Đường. Ngôi nhà có diện tích sử dụng gần 100 m2, tổng kinh phí 250 triệu đồng. Trong đó, công ty cổ phần đầu tư Vạn Thắng hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại là nguồn tích góp hỗ trợ của người thân, cán bộ hội viên phụ nữ và người dân địa phương giúp đỡ ngày công. Căn nhà mới hoàn thành giúp chị Lương Thị Bính có điều kiện ổn định cuộc sống. Đây là ngôi nhà máy ấm tình thương thứ 32 được trao tặng cho hội viên phụ nữ khó khăn về nhà ở từ năm 2003 đến nay. Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đang kết nối để xây thêm 8 ngôi nhà máy ấm tình thương. Theo Cục Hải quan Lào Cai, vụ vải năm nay đã có trên 19.000 tấn quả được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành. Năm nay do bớt mùa nên lượng quả xuất khẩu giảm gần một nửa so với năm trước. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu lại tăng 85% so với cùng kỳ, đạt gần 32 triệu đô la Mỹ. Lý do là giá vải thiều xuất khẩu tăng cao đột biến bởi nguồn cung khan hiếm. Thời gian xuất khẩu trái cây này kéo dài hơn 1 tháng. Việc hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để mặt hàng thông quan nhanh và thuận lợi nhất đã giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, nhất là trong những ngày nắng nóng. Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu vẫn là nông sản như sầu riêng, thanh long, bưởi, nhãn, sắn bột và các sản phẩm từ gỗ. Thông tin về các chất ma túy tổng hợp nguy hại đến sức khỏe con người sẽ mở đầu phần tin trong nước hôm nay. Theo Bộ Công an, tại Việt Nam đã xuất hiện hơn 600 loại chất ma túy và tiền chất ma túy tổng hợp với nhiều tên gọi khác nhau như nước vui, muối tắm, nước biển, tem giấy. Những loại ma túy trên có tác hại vô cùng nguy hiểm, khiến não bộ người sử dụng bị tổn thương không thể phục hồi, thần kinh luôn trong trạng thái hoảng loạn, hoang tưởng, dẫn tới mất kiểm soát hành vi, có xu hướng phạm tội sau khi sử dụng. Điều đáng lo ngại là thời gian tác động gây hưng phấn của các loại ma túy tổng hợp kéo dài từ 3 đến 4 ngày và gần như không có thuốc điều trị đặc hiệu. Khi sử dụng, hệ thần kinh người dùng bị rối loạn, làm giảm nhịp đập của tim, hệ hô hấp, chóng mặt, trí nhớ giảm, thậm chí đã có trường hợp bị sốc dẫn tới co giật, tử vong. Tỉnh Cà Mau có nhu cầu kinh phí trên 31.200 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình phòng chống sạt lở bờ biển, bờ sông, đê biển đến năm 2025. Nguồn kinh phí này sẽ xây dựng 177 công trình phòng chống sạt lở. Cà Mau hiện có tổng chiều dài bờ biển đang tiếp tục bị sạt lở là khoảng 91 km với các mức độ khác nhau. Với tốc độ sạt lở rất nghiêm trọng như hiện nay, nếu không có giải pháp bảo vệ ngay thì sạt lở ven biển sẽ tiếp tục làm mất thêm nhiều diện tích đất, rừng phòng hộ. Đáng quan tâm là sạt lở tiếp tục tiến sâu vào đất liền, không chỉ làm mất thêm đất, rừng mà còn uy hiếp nhiều công trình hạ tầng đã xây dựng bên trong. Cà Mau cũng là tỉnh có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc bậc nhất cả nước với 87 cửa biển, cửa sông thông ra biển và có bờ biển dài 254 km. Xu hướng phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm, mô hình nho hạ đen kết hợp với du lịch trải nghiệm tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã bước đầu mang lại hiệu quả. Trên diện tích gần 3.000 m², những cây nho hạ đen đã được trồng chăm sóc theo hướng hữu cơ đang sinh trưởng tốt. Sau hơn một năm triển khai, cây đang bước vào vụ thu hoạch thứ hai, năng suất đạt 9 tấn trên 1 hectare một vụ. Đặc biệt, mô hình còn trở thành địa điểm du lịch của nhiều du khách khi muốn tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm cảm giác tự tay thu hoạch những chùm nho chín mọng để thưởng thức. Đây là mô hình trồng nho đầu tiên tại tỉnh Hòa Bình, cũng là mô hình nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm cho hiệu quả kinh tế cao. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế nổi bật vừa diễn ra. Ngày 26 tháng 6, Tổng thống Bolivia đã lên tiếng tố cáo âm mưu đảo chính của một bộ phận quân đội và kêu gọi tôn trọng nền dân chủ. Trên tài khoản mạng xã hội X, Tổng thống Bolivia Arce tố cáo việc huy động bất thường của một số đơn vị quân đội Bolivia. Ông nêu rõ nền dân chủ cần được tôn trọng. Trước đó, Tổng tư lệnh lực lượng quân đội Bolivia đe dọa chiếm phủ Tổng thống khi di chuyển bằng xe bọc thép được yểm trợ bằng một đoàn xe quân sự hướng tới quảng trường Murillo, trung tâm ở thủ đô La Paz, nơi đặt trụ sở phủ Tổng thống. Trước khi đó, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales tố cáo âm mưu đảo chính chống lại chính phủ hợp hiến của ông Arce và kêu gọi các phong trào xã hội bảo vệ nền dân chủ. Hôm qua, Nhà Trắng cho biết những hạn chế mới được chính quyền của Tổng thống Joe Biden triển khai gần đây đã giúp giảm mạnh số lượng người di cư tìm cách vượt biên từ Mexico. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Biden đã ban hành lệnh đóng cửa biên giới đối với những người xin tị nạn sau khi số lượng người xin tị nạn đã đạt đến giới hạn hàng ngày. Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, kể từ khi các quy định có hiệu lực, lực lượng tuần tra biên giới báo cáo trung bình 2.400 vụ ngăn chặn người nhập cư trái phép mỗi ngày, mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021, trước khi ông Biden tiếp quản chính phủ từ người tiền nhiệm Donald Trump. Dù vậy, bộ này đánh giá con số trên vẫn cao và cần duy trì biện pháp giới hạn số người tị nạn mỗi ngày. Ngày 26 tháng 6, Tập đoàn Khí đốt Gazprom của Nga xác nhận đã ký bản ghi nhớ chiến lược với công ty khí đốt quốc gia Iran về việc cung cấp khí đốt tự nhiên qua đường ống cho Iran. Thông báo mới nhất của Gazprom nêu rõ, hai bên ký bản ghi nhớ chiến lược để cùng tổ chức các hoạt động cung ứng qua các tuyến đường ống nhằm dẫn khí đốt tự nhiên từ Nga tới Iran, với mong muốn phát triển hợp tác cùng có lợi lâu dài trong tương lai. Văn kiện trên được ký kết trong chuyến thăm của phái đoàn Gazprom tới Iran. Trong khuôn khổ chuyến thăm, cũng đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Gazprom và Bộ trưởng dầu mỏ Iran. Hai bên đã thảo luận các bước đầu tiên nhằm thực hiện bản ghi nhớ cũng như các vấn đề hợp tác song phương khác trong lĩnh vực năng lượng. Trong không khí của nhiều giải bóng đá lớn đang diễn ra trên thế giới như Euro 2024 hay Copa America, Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Geneva đã phối hợp cùng với phái đoàn Qatar tổ chức giải bóng đá cho các nhà ngoại giao đang làm việc tại Thụy Sĩ. Giải đấu được tổ chức với chủ đề Thể thao thúc đẩy hòa bình và Bắc Ái, có sự tham gia của 10 đội, được chia thành hai bảng đấu, đá theo hai lượt và chọn hai đội đầu bảng vào tranh vị trí nhất nhì. Đại diện các đội bóng tham gia khẳng định đây không chỉ là cơ hội để các cán bộ ngoại giao gặp gỡ, giao lưu thể thao mà còn giúp mọi người nâng cao sức khỏe, đáp ứng yêu cầu mà công việc đòi hỏi. Diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, Glastonbury thu hút hơn 200.000 người tham gia để hòa mình vào âm nhạc. Một vé tham dự lễ hội cũng không rẻ, ở mức 355 bảng Anh, nhưng chỉ trong chưa tới 1 giờ sau khi mở bán, toàn bộ lượng vé đã được mua sạch. Với những phát yêu âm nhạc, đây là dịp không thể bỏ lỡ bởi sẽ có nhiều ca sĩ lừng danh thế giới đến góp mặt thuộc các dòng nhạc khác nhau, từ R&B đến rock, rap. Sự kiện được tổ chức thường niên vào ngày 26 tháng 6, một ngày sau ngày mất của cố huyền thoại guitar Jimi Hendrix. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những người thực hiện chương trình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.